Dạ vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin kính chào quý vị cô bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Hôm nay Điện tử Cao Phong lại tiếp tục giới thiệu và test chất âm cũng như mở nội thất những quả súp điện hàng bãi xịn được sản xuất tại Đức, B3 Bass 40 từ 22 họng 100, chạy hai dòng điện, một điện 110 và điện 220. Hàng bãi xịn được sản xuất tại Đức, thùng vách đẹp xuất sắc trên 90%, bát phân tần nguyên zin, hàng siêu khủng của những quả súp điện B3 đến từ đất nước Đức, hàng bãi xịn đó. Em đang test chất âm của một quả phía bên dưới và quả bên trên này. Em mở nội thất những chiếc bát cho quý vị các bác và anh em thấy sự ngỡ ngàng tuyệt vời của những quả súp điện, thì 99% những quả súp điện trên thị trường to lắm chỉ bát 40 từ nó chỉ là từ 19 hoặc là từ 17 đấy, thì những quả súp điện hàng chất, hàng siêu khủng B3 nó là từ 22, vâng, từ 22 rất lớn và rất là nặng, từ 22 họng 100 và bát 40 và đều có số lô, đó là hàng bãi xịn của B3. Cái số lô này nó bắn chìm bằng tia laser nên là không có một cách nào có thể tẩy xóa được cái số lô này, kể cả các bác có cạo hoặc là dùng hóa chất luôn. Đó, B3 xịn, model là EB115A, hàng bãi xịn, từ 22 họng 100, hàng siêu khủng của Bass 40. Chân kẹp chắc chắn, những cái dòng B3 xịn nó là bằng đồng, bằng ống luôn, và nguyên zin, tất cả nguyên zin. Vâng, được thiết kế là 8 xương gông, rất chắc chắn và đẹp. Đó, và những dòng từ 22 của B3 xịn nó phải có một cái lớp chống gãy giữa màng loa và nhện. Đấy, các bác nhìn này, nó có lớp keo đổ sát phía bên dưới. Dòng đây là dòng từ lớn là nó phải có lớp này thì nó mới là hàng xịn các bác nhá. Và nhện nguyên chất bãi luôn, hàng đẹp xuất sắc. Màng bát này, quý vị các bác nhìn này. Đó, màng bát của nó là nguyên bụi bặm, nguyên chất tây luôn. Và màng rất nhiều sóng, gân vải lụa tẩm dầu. Đấy, đánh công suất lớn nó mới chịu được và độ bền của nó rất là cao. Cái bát này rất là nặng, đây một tay em cầm điện thoại nên em chưa dám lật cái bát này, sợ nó ập xuống, rất là nặng luôn. Mà quay cho các bác cũng vẫn được ngắm nhìn rất là rõ cái màng của nó này, các bác nhìn này, nó nguyên chất bãi, hàng bãi xịn của B3 sản xuất tại Đức, nón lồi và rất là khủng và rất là đẹp, nó đẹp từng chi tiết một, gân vải lụa tẩm dầu, hàng đẹp xuất sắc luôn, màng bát đẹp, côn từ nhện nguyên zin, ngoài nhà sản xuất từ 22 họng 100, hàng siêu khủng của B3. Các bác nhìn này, những quả súp điện mà từ 22 này nó cực kỳ hiếm. Cái bát này nó nặng gần 15 kg một cái bát này các bác nhá, rất là nặng luôn. Đấy, solo này các bác nhìn này, solo này. Đấy, hàng nguyên chất bãi luôn, nguyên chất bãi, nguyên bụi tây này các bác nhìn. Bụi này em chưa lau bụi luôn. Đây là cái phân tần chạy tất cả là 8 sò các bác nhá, 8 sò rất là chất. Đó, nó được bảo vệ trong một cái hộp này, các bác nhìn này, nguồn xuyến tròn rất là khủng, cái phân tần rất là nặng luôn nha các bác nhá. Và tất cả này, mạch của nó còn nguyên zin, đẹp long lanh luôn. Đó, và chạy với 4 quả tụ lọc nguồn 10.000 microfarad, nó nằm ở bên dưới cái nguồn biến áp này, nó khuất 4 quả tụ lọc nguồn rất là lớn, 10.000 microfarad. Đấy, 8 sò. Đấy, 8 sò. Đây là phía đằng sau, các thông số phía đằng sau. Em đã có cái bài mở nội thất cho quý vị các bác về quả súp này, và hôm nay em sẽ làm chi tiết cho các bác từ trong ra ngoài luôn. Các bác thấy đẹp ngỡ ngàng luôn này. Đó, chạy hai cầu điện 110 và 220 nhá các bác nhá. Đây là hai volume này, volume chỉnh tần số to nhỏ nhá. Đấy, volume cắt cốt này. Đây là ngõ vào input output này, bằng chân Canon hết này. Model là EB115A Superpower. Đấy, 400W đánh kinh khủng luôn. 400W, những dòng B3 này nó ghi không bao giờ ghi ảo công suất luôn. B3 3. Đấy, tem mã số mã vạch, tem QC pad này, chân cắm điện nguồn này. Đấy, công tắc và tắt nguồn này, và đây là công tắc chuyển cầu điện này, điện 110. Đấy, các bác nào đang dùng những bộ âm thanh hoặc là bộ karaoke mà điện 110 thì các bác gạt chuyển sang điện 110. Bác nào dùng điện 220 thì các bác gạt chuyển sang điện 220. Có nghĩa là hàng này là hàng chất, hàng siêu khủng và rất là hiếm hàng các bác nhá. Đó, thì hôm nay những quả súp điện rất là giá trị và rất là đẳng cấp đang có mặt tại Điện tử Cao Phong. Số lượng được mấy quả nên là nó không có nhiều, nên bác nào yêu hàng xịn, yêu hàng khủng và yêu hàng chất thì các bác liên hệ với Điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096 để sở hữu cho mình những quả súp điện Bass 40 hàng siêu khủng. Đây em tháo sẵn một cái nắp để ra
để các bác ngắm phía đằng sau, phía bên trong nhé. Tất cả bông tiêu âm này, lông chuột hết này. Đấy, hàng bãi xịn. Đó, thùng vách này, phía bên trong này. Em dùng một cái đèn trợ sáng các bác nhé. Đây, phía bên trong là thùng vách của nó cực kỳ đẹp luôn, chắc chắn. Và bông toàn bộ rất là nhiều bông. Và bông tiêu âm lông chuột hết nhé, bông xịn của B3. Đấy, chỉ có hàng xịn thì nó mới có cái bông này. Đấy, thùng vách phía bên trong em sơ qua thôi. Đấy, có nhìn qua này là được rồi. Còn tất cả ruột gan lòng phèo là em sẽ quay và đưa ra bên ngoài đây, các bác ngắm nhìn hết này. Đó, hàng rất là chất, từ 22 họng 100 bát 40 súp điện, quá giá trị luôn. Đó, chất âm của này nó đánh thì cực gọn, đánh sâu và đánh rất là uy lực luôn, đánh tiếng bát như của bom luôn các bác nhé. Đó, hàng thùng vách thì đẹp trên 90%, bát phân tần nguyên zin, bao xịn và bao hay và bao thương hiệu, bao chất luôn cho các bác những quả súp điện này. Đó, các bác có nhu cầu thì alo gấp. Vâng, alo gấp cho điện tử các phòng, số điện thoại 077226096 để sở hữu cho mình những quả súp điện bát 40 ở phía đằng trước nha các bạn. Và các bác có thể để được hai tư thế, đây là tư thế nằm, thế đằng trước này, một logo B3 này, hai lỗ thoát hơi này. Đấy, các bác có thể để tư thế dựng lên, cái bên này nó có thể gối chân này, các bác có thể để dựng lên nhé. Đó, tức là hai tư thế, tay xách vận chuyển, thùng vách đẹp. Đấy, và cái kích thước thùng của nó là chiều sâu tầm khoảng 50, chiều ngang tầm 60 và chiều cao nó gần 50, tức là cái thùng của nó cũng khá là đẹp, lý tưởng. Thùng gỗ chống nước và sơn sần bóng, hàng bãi xịn của các bạn. Đây, thùng xịn nha các bạn nhé, thùng xịn chắc chắn cực kỳ luôn, đẹp đó, quá lý tưởng. Và giá bán là 8.500.000 một quả bao ship toàn quốc. Đây là giá không mà cả, giá tốt và hàng xịn. Các bác lưu ý, các bác đã chơi những hàng chất thì tiền nào của đấy các bác nhé, tiền nào của đấy. Các bác, ông cha ta luôn để lại những câu tiền nào của đấy không bao giờ sai, hàng bãi xịn. Nên là cái giá 8.500.000 là giá tốt, cực kỳ tốt cho các bác. Hàng rất là chất, thương hiệu và đẳng cấp và hàng siêu hiếm luôn. Đấy, số lượng nó có hạn thì các bác liên hệ với các phòng, số điện thoại 077226096 để sử dụng cho mình. Đây, hàng nguyên chất bãi, nguyên chất bụi này, các bác nhìn này. Đấy, em về em chưa vệ sinh, vệ sinh thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, tất cả phân tần nguyên zin hết, chạy 8 sò và nguồn biến áp tròn, nguồn biến áp rất là lớn luôn. Đấy, 8 sò và 4 tụ lọc nguồn 10.000 microfarad một quả. Bên vì tất cả này, rất là đẹp luôn. Bát từ 220 họng 100. Và quả này tổng trọng lượng của nó nặng gần 50 kg một quả, rất nặng luôn, thùng vách quá chắc chắn luôn. Nên là chuột tiếng bát cực chắc và sâu và uy lực. Đó. Vâng. Các bác nào có địa chỉ gần điện tử Cao Phong là phường An Lạc, Chí Linh, Hải Dương thì các bác có thể đến tận nơi để xem hàng và trải nghiệm. Đấy, bác nào ở xa thì em sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác. Chắc chắn là những quả này thì các bác phải chuyển tiền đặt cọc thì em mới ship hàng, bởi vì nó rất là nặng. Đó. Nên các bác yên tâm, nó sẽ được hàng chất như thế này cho các bác. Hàng rất là đẹp luôn, gân vải lụa tẩm dọc. Đấy, tất cả nguyên zin hết, đẹp xuất sắc. Này, nguyên bụi em chưa vệ sinh, chưa lau bụi nha các bác nhé. Chưa lau bụi đâu, lau bụi xong nó rất là đẹp luôn, nguyên bụi luôn, nhưng cực kỳ đẹp luôn, hàng đẹp xuất sắc. Xin mến chào các bác, và các bác xem video xin mời các bác nhấn đăng ký kênh điện tử Cao Phong để được cập nhật các video mới, các sản phẩm mới chính hãng. Vâng, xin chúc các bác luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công trong cuộc sống. Mến chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.